6 hành động vô tình nuôi dưỡng thói xấu của con. Hôm nay cô Lanh sẽ chia sẻ, đây là những cái hành động thường nhật của những người cha, những người mẹ mà vô tình chúng ta gieo rắc vào trong con mình, và con mình sẵn sàng để bắt chước cái điều đó. Có những hành vi mà cha mẹ không biết con mình lấy từ đâu, đúng không ạ? Hay là có những hành vi mình nói là mình đâu có dạy đâu, mà sao nó lại làm cái điều đấy, mà sao con lại nói cái điều đấy, mà sao con hành xử cái điều đấy. Mà chúng ta không thật sự hiểu cái việc học trong cuộc đời này như thế nào. Ý thức chỉ học cho chúng ta 5% những gì chúng ta biết thôi. Ý thức ạ, tức là những cái thứ mà chúng ta cố học thì 5%. Còn vô thức là cả cơ thể của chúng ta, học một cách thẩm thấu 95%. Các anh chị, chúng ta comment cái điều gì đó đi ạ. Nếu các anh chị đã nhìn thấy cô Lanh rồi, chúng ta comment số 10 đi các anh chị. Nếu đã nhìn thấy rồi, bởi vì chủ đề hôm nay là chủ đề rất là quan trọng, mà có nhiều người cha người mẹ vô tình mình mắc phải 6 cái hành động này. Thế thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về cái cách thức học của chúng ta. Ý thức học thì chỉ là 5% thôi. Vô thức học, cả cơ thể của chúng ta học là 95%. Và vô thức học không phải vì nó muốn học, mà vì nó ở đấy, nên là nó tự thẩm thấu vào. Nó giống như việc bao nhiêu các anh chị đang xem live stream của cô Lanh, mình có những ngôn ngữ rất giống mẹ mình, thì các anh chị comment số 2 đi ạ. Mình có những ngôn ngữ ấy rất là giống mẹ của mình luôn đấy. Mẹ mình hay chê bai bố mình, bây giờ mình cũng chê bai chồng mình. Mẹ mình hay mắng nhiếc con mình theo cái ngôn ngữ như này, bây giờ mình cũng dùng cái ngôn ngữ đấy để mắng nhiếc con mình. Mình có những ngôn ngữ rất giống mẹ mình luôn, thì chúng ta comment số 2. Hay có những anh, những chị ngày bé mình bị đánh và mình cũng nói là sau này mình không bao giờ mình đánh con, đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng thì điều gì xảy ra? Mình lý luận rằng tại những cái lúc đấy em điên quá và em điên lên thì em vẫn đánh nó bình thường. Lúc đấy em không kiểm soát được mình. Có nghĩa là gì? Từng tế bào của chúng ta đã chụp lại tất cả những cái hành vi đấy của cha mình. Từng tế bào của chúng ta đã học, đã sao chép, đã thẩm thấu những cái hành vi đấy của cha mình. Mặc dù mình nói là mình không muốn học cái điều đó, nhưng vẫn thẩm thấu vào mình. Và khi nó ở trong từng tế bào của mình, nó được lập trình bên trong mình, thì sau này nó hiển lộ ra các anh chị. Và bao nhiêu các anh chị mắc kẹt với những hành vi của bố mình, của cha mình, thì các anh chị comment số 3 đi ạ. Chúng ta comment số 3. Và đấy chính là vô thức học đấy ạ. Không phải bởi vì nó muốn học, bởi vì nó ở đấy, nên là nó tự thẩm thấu vào bên trong chúng ta. Nên những cái hành động của người cha người mẹ tác động rất lớn đến cái việc hình thành suy nghĩ, cảm xúc, lời nói, hành xử của con mình. Mặc dù nhiều cái các anh chị đâu muốn con có hành vi giống mình đâu, đúng không? Nhưng mà mình cứ hiển thị ra thì con mình sẽ sao chép vào y nguyên như thế luôn. Đây nguyên luôn ý các anh chị. Cô Lanh có một học viên như thế này. Lúc mà cậu đang lúi húi ở tầng 1 làm cái gì đấy, thì bố cậu bảo lên đây tao bảo, lên đây. Mày lên đây tao bảo. Thế lên thì bố mới chỉ vào cái nhà vệ sinh, là đi vệ sinh xong không có lật cái nắp lên. Đi vệ sinh xong phải lật cái nắp lên, nhưng mà không có chịu lật cái nắp lên. Thế là bố dí đầu cậu ấy xuống nhà vệ sinh. Và rồi cậu bảo là nước của nhà vệ sinh còn chạm vào tóc con. Và một vài hôm sau thì chị gái cũng đang lúi húi làm cái gì đấy cùng với mẹ. Thế bảo lên đây, em bảo lên đây, lên tầng 2. Bảo gì? Cứ lên đây, vào đây. Sau đó thì dí đầu chị gái xuống nhà vệ sinh, bởi vì bảo là chị đi chị cũng không lật cái nắp lên. Tức là hành động y chang như bố luôn. Thế mà mẹ nhìn thấy, và khi mà mẹ học cô Lanh thì mẹ sợ quá, mẹ bảo ui, nếu như bình thường mình không học cô thì mình không biết là vô thức nó học. Mình không biết là cái từng cái tế bào của con đã sao chép cái mô thức hành vi của cha. Ôi, nó ấn đầu chị y chang như là bố nó ấn đầu nó luôn. Nhưng mà may cái cô chị này cô ấy cao, nên là ở đầu chưa chạm đến nước, giống như là bạn ấy bị chạm đến nước. Nên chúng ta đâu muốn học những cái hành vi đó đâu, anh chị. Nhưng mà cứ tự thẩm thấu và đi vào bên trong mình.
Nên sau cái hành động ngày hôm nay, rất nhiều người cha người mẹ, chúng ta vô tình chúng ta làm tổn thương con của mình mà mình không biết, và ảnh hưởng đến cảm xúc, suy nghĩ, lời nói, hành động của con. Ngay bây giờ các anh chị, chúng ta hãy share bài live stream này về trang cá nhân của mình, tag 10 người bạn của mình vào các anh chị nhé. Hôm nay chúng ta cũng có cơ hội để nhận được bộ thẻ quyền năng này để dành cho các cha mẹ và những đứa con tuyệt vời của mình các anh chị. Trong bộ thẻ quyền năng này sẽ có 30 tấm thẻ tương ứng với 30 ngày, và mỗi ngày chúng ta sẽ làm một nhiệm vụ khác nhau của cái tấm thẻ này. Và vì thế hãy điều kiện cần nhé các anh chị nhé, đó là share bài live stream về trang cá nhân của mình để chế độ công khai, và tag 10 người bạn của mình vào, 10 người bạn của mình vào, để mà chúng ta cùng nhau lĩnh hội trí tuệ tuyệt vời này các anh chị. Hãy chia sẻ ạ, chia sẻ bài live stream, đúng rồi. Các anh chị xem YouTube chúng ta cũng có nút chia sẻ đấy nhà mình nhé, để giúp thêm cho một gia đình nữa, giúp thêm cho một đứa trẻ nữa, để chúng ta nhận được bộ thẻ quyền năng này các anh chị. Ok, chúng ta sẽ có cái hành động đầu tiên. Hành động đầu tiên mà cha mẹ vô tình làm ảnh hưởng đến con của mình, đó là không biết nói lời xin lỗi các anh chị. Chúng ta comment số 1 đấy ạ, không biết nói lời xin lỗi. Cha mẹ không biết nói lời xin lỗi. Nhiều người cứ nỗ lực để đưa ra lời khuyên, nỗ lực để khuyên cái này, khuyên cái kia, rồi chỉ ra cái này, chỉ ra cái kia, giảng giải. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta giảng giải cho con thì sự thật là lời khuyên không có nhiều tác dụng, các anh chị. Cái ngôn ngữ quyền năng nhất đấy là lời xin lỗi. Ngôn ngữ quyền năng nhất là lời xin lỗi. Các anh chị comment cái điều đấy đi ạ. Ngôn ngữ quyền năng nhất là lời xin lỗi. Nhưng có rất nhiều người, chúng ta không xin lỗi được người khác. Là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bị tổn thương quá nhiều, các anh chị. Và chúng ta không còn ghi nhận mình nữa. Nên mình nghĩ rằng mình xin lỗi là yếu kém. Xin lỗi là mình có lỗi là thấp hèn. Không, đấy là một tư duy sai lầm, cực kỳ sai lầm. Ai nói được lời xin lỗi, người đấy thật sự có sức mạnh. Nên là lời xin lỗi là ngôn ngữ quyền năng nhất luôn, các anh chị. Ngôn ngữ quyền năng nhất đấy là lời xin lỗi. Và nói được lời xin lỗi đấy là người cực kỳ mạnh mẽ. Không phải người yếu đuối, không phải người hèn nhát, mà là người cực kỳ mạnh mẽ mới nói được lời xin lỗi. Còn những người yếu đuối họ sợ nói lời xin lỗi luôn. Có những người thì lúc nào cũng tao chả có gì sai cả, tao lúc nào chả đúng. Là đấy là những người mà không có nhiều sự hiểu biết về cuộc đời này. Không có nhiều sự hiểu biết về cuộc đời này, sợ sai, sợ phải nhận lỗi. Không biết rằng ngôn ngữ quyền năng nhất, các anh chị comment đi ạ, đó chính là lời xin lỗi. Và có nhiều người cha người mẹ còn mình biết là mình có lỗi rồi nhá, mình còn không xin lỗi con. Mình biết là mình có lỗi rồi, mình biết là mình sai rồi, mà mình không muốn con biết mình sai cơ. Ví dụ trong hành trình cha mẹ thông thái, trong hành trình đường đến trái tim con, và cuối tuần này chúng ta có chương trình đấy đây này. Có những người mẹ trước đây thì nghĩ rằng con là vấn đề của mình, đúng không? Sau đó thì vào học cô Lanh và nhận ra rằng mình mới thật sự là vấn đề của con. Và hỏi tôi như này: cô ơi cô, thế bây giờ em có nên cho con em ngồi học cùng em đường đến trái tim con không? Nhưng bây giờ nó biết là em toàn sai rồi thì sao hả cô? Ô, thì sao? Đó là sự thật mà. Đó là sự thật. Và bạn đâu có đúng đâu. Nên là con biết bạn làm sai, ổn thôi mà. Tại sao phải che giấu cái điều đấy? Nên là rất rất nhiều người sợ nói lời xin lỗi, các anh chị. Không nói được, cứng họng luôn ấy. Bởi vì sao? Bởi vì bên trong rất yếu hèn. Nên mới không nói được lời xin lỗi. Bởi vì lời xin lỗi là một cái ngôn ngữ quyền năng nhất luôn, các anh chị. Ai nói được lời xin lỗi, người đấy có sức mạnh. Sức mạnh nội tại từ bên trong ấy. Từ bên trong mình. Con hư,
mình cũng có thể nói lời xin lỗi với con. Mẹ rất là xin lỗi con. Thời gian mẹ đồng hành cùng với con 10 năm, 15 năm, mẹ không có nhiều trí tuệ, mẹ không có nhiều sự hiểu biết, nên là mẹ làm tổn thương chính mẹ và mẹ làm tổn thương con. Mẹ rất là xin lỗi con. Và để rồi từ nay đến cuối cuộc đời, hai mẹ con mình cùng làm lại, mẹ sẽ nỗ lực để chữa lành cho mẹ. Và rồi chữa lành cho con, mẹ xin lỗi con. Thì con của bạn sẽ bắt đầu hiểu chuyện và sẽ đồng hành cùng với bạn để mà xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa hai mẹ con. Nhưng nếu bạn phủ nhận tất cả những cái điều đấy mà nói là bởi vì tao cũng bị tổn thương, bởi vì tao cũng thế này, bởi vì tao cũng thế kia nên tao mới thế, không. Nên những ai nói được lời xin lỗi là những người có sức mạnh nội tại cực lớn, các anh chị. Mạnh mẽ lắm chứ. Họ dám nhìn nhận thẳng vào vấn đề, nhìn nhận thẳng vào sự việc, nhìn nhận thẳng vào và để sẵn sàng giải quyết cái vấn đề đấy. Đấy là những người rất trưởng thành, người thật sự trưởng thành, trưởng thành về tầng tâm thức ấy, mới nói được lời xin lỗi, các anh chị. Nhưng có nhiều người cha người mẹ cho đến tận thời điểm này cũng không biết nói lời xin lỗi luôn. Cho cô Lanh hỏi bao nhiêu các anh chị đã rất là nhiều ngày tháng mình không có nói lời xin lỗi với con, với chồng, với những người xung quanh, với vợ. Thì chúng ta comment số 5 đi ạ. Comment số 5 cho cô nhìn thấy comment. Bạn nào cho cô cốc nước ấm nhé. Đây có anh chị nào hơn 20 năm nay em mới biết xin lỗi. Học cô mới thấu hiểu đúng không? Tốt lắm. Rồi chúc mừng chúng ta đã biết nói lời xin lỗi. Mình thấy mình nói lời xin lỗi xong mình thấy mình quyền năng không? Mình mạnh mẽ không? Mình ở thế chủ động cuộc đời chưa? Khi mà mình biết nói lời xin lỗi, các anh chị đấy. Rất nhiều người còn chẳng chịu nói lời xin lỗi đúng không? Thế các anh chị có biết ai xung quanh mình mà không bao giờ chịu nói lời xin lỗi không? Thì các anh chị comment số 6 đi nào. Đấy. Có biết ai mà xung quanh mình mà không bao giờ nói lời xin lỗi luôn? Thì chúng ta comment số 6 đi nào. Và chia sẻ cho tôi xem đấy là ai nào. Đấy là ai trong mối quan hệ của bạn ấy. Các anh chị nhớ share bài livestream này về trang của mình nhá, các anh chị nhá. À là chồng này. Ai nữa? Đâu những ai mà bạn biết mà không bao giờ nói được lời xin lỗi luôn. Là bố em này, là ba mẹ này, là mẹ này, không bao giờ chịu nói lời xin lỗi luôn, đúng không? Đấy, mắc kẹt mà, họ bị mắc kẹt đấy. Họ sợ rằng khi họ nói ra lời xin lỗi là người khác sẽ biết họ yếu đuối. Họ sợ rằng khi họ nói ra lời xin lỗi thì người khác sẽ biết là họ sai. Và họ rất sợ cái điều đấy, nên là họ không dám nói lời xin lỗi với người khác, các anh chị. Ngày hôm nay thì bạn hiểu rằng khi chúng ta là cha là mẹ, chúng ta không nói lời xin lỗi con của mình. Thậm chí là có những cha mẹ nói là tao luôn đúng cơ. Luôn đúng. Cô Lanh vẫn nói các anh chị rằng khi mà cô Lanh phân tích là cá không ăn muối cá ươn đúng không? Con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư. Bây giờ mình không thể mang cái câu đấy ra để mà mình dạy con mình được, các anh chị. Bởi vì có những thứ, có những quan điểm đối với mình ngày xưa nó đúng, nhưng bây giờ đối với các con thì đâu còn đúng nữa. Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng mà bây giờ thì đâu có thể như vậy. Nên là chúng ta có chắc là mình đúng 100% mà bắt con mình nghe lời răm rắp không? Đương nhiên là không, đúng không các anh chị? Mình có đúng 100% đâu mà mình bắt con mình nghe lời mình răm rắp. Nên là có những cái trước kia là mình dạy dỗ con, và chúng ta cũng được dạy dỗ theo cái một chiều thôi. Nhưng bây giờ mình phải lắng nghe phản hồi từ con. Con mong muốn điều gì? Sự lựa chọn của con là gì? Đúng không? Tất cả những cái điều đấy. Nên không phải những cái niềm tin xưa cũ gì của chúng ta cũng bê lại cho đến thời điểm này, ngày hôm nay. Và vì thế cha mẹ nói lời xin lỗi con là điều rất là bình thường. Cha mẹ nói lời xin lỗi con là mình là người mà chúng ta lớn lên từ việc phạm lỗi mà. Chúng ta trưởng thành từ việc phạm lỗi mà.
và phạm lỗi thì xin lỗi thôi. Hoặc đôi khi mình không đủ minh triết, mình không đủ trí tuệ để giải quyết vấn đề này và làm cho vấn đề này nó trở nên như thế này, và vì thế mình phải xin lỗi thôi. Có làm sao đâu, đúng không ạ? Nên là có những người cha người mẹ chẳng bao giờ biết xin lỗi con, thì đây là một cái hành vi mà nó sẽ tạo ra cái thói quen xấu cho con của mình. Và vì vậy nó sẽ nuôi dưỡng cái thói xấu của con, các anh chị. Nên cái hành động số 1 nha, đó là những người cha người mẹ không nói lời xin lỗi. Không nói lời xin lỗi, các anh chị. Có những anh comment là vợ em cũng không chịu xin lỗi. Vợ em cũng không chịu xin lỗi. Thực ra đấy là cá nhân của mình nhé, các anh chị nhé. Cá nhân của chúng ta là sẵn sàng nói lời xin lỗi. Thế còn mình có cần lời xin lỗi của những người xung quanh không? Trong hành trình chinh phục Phan Xi Păng, có một chị nói là như này. Hai vợ chồng bất đồng quan điểm nhiều năm rồi và đã có những cái lỗi lầm rất là lớn trong cuộc đời này. Và khi mà chị đi chinh phục Phan Xi Păng thì anh cũng có nói nọ nói kia. Và chị bảo là chị sẽ không tha lỗi cho anh ấy nếu như anh ấy không nói lời xin lỗi với chị. Có nghĩa là mình còn đang mong cầu người khác xin lỗi mình. Không, cần phải giải phóng cái điều đấy đi các anh chị ạ. Họ xin lỗi bạn hay họ không xin lỗi bạn cũng không ảnh hưởng gì đến bạn hết. Phải đạt lên cái level như vậy. Họ xin lỗi bạn hay không xin lỗi bạn cũng không ảnh hưởng đến cái cảm xúc trạng thái của bạn. Bởi vì nếu mà bạn vẫn còn mong cầu lời xin lỗi là bạn vẫn còn nhỏ bé lắm. Nếu bạn vẫn còn mong cầu đáng lẽ họ phải xin lỗi mình chứ, đáng lẽ họ phải biết ơn mình chứ, thì có nghĩa là bạn vẫn còn rất nhỏ bé, bạn vẫn còn rất tham lam. Và vì vậy bạn cần cái thứ đấy. Cần cái thứ đấy. Không. Ở một level nào đó thì bạn sẽ không cần những thứ đấy đâu ạ. Mà bạn chỉ đi tìm kiếm sự tha thứ thôi. Đơn giản là như vậy, các anh chị. Học sâu hơn thì sẽ hiểu hơn. Cuối tuần này chúng ta có hành trình đường đến trái tim con, các anh chị nhé. Vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Hôm nay là thứ 3. Chúng ta có hành trình đường đến trái tim con. Nên những anh chị nào mà chưa có đường link đăng ký đường đến trái tim con thì chúng ta đăng ký đường link đường đến trái tim con. Và đây chính là đường link đăng ký này. Các bạn hỗ trợ chuyển đường link lên cho cô đây. Chúng ta chuyển đường link. Đúng rồi. Đấy. Và cô Anh nói thêm là trưa ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để nhận được bộ thẻ quyền năng này cho mình và cho con nhé, các anh chị nhé. Chúng ta hãy share bài livestream này với trang cá nhân của mình, tag 10 người bạn của mình vào. Các anh chị có biết tag 10 người bạn của mình vào không đấy ạ? Mình đánh A còng và mình đánh tên của những người bạn của mình thì sẽ ok thôi ạ. Đấy là hành động vô tình đầu tiên, là những người cha người mẹ không biết nói lời xin lỗi, các anh chị. Hành động thứ hai của người cha người mẹ mà nuôi dưỡng cái thói xấu của con, đấy là thói quen đổ lỗi. Các anh chị comment đi ạ, số 2 đó là đổ lỗi. Thói quen đổ lỗi. Và đôi khi mình còn không nhận ra mình đang chết chìm ở trong cái thói quen đổ lỗi này. Từ việc đi chợ rồi dậy sớm mình cũng đổ lỗi. Có nhiều đứa trẻ, tại mẹ không gọi con nên con mới ngủ dậy muộn. Rồi mẹ nói là tại con không nghe lời mẹ nên là mẹ mới thế này. Hay là mình nói là ui giời, tại cái hộp sữa, tại cái hộp sữa này, cái gì mình cũng có thể đổ lỗi cho được luôn ấy. Trời nắng thì mình đổ lỗi là tại ông trời. Trời mưa mình cũng đổ lỗi là tại ông trời. Trời dâm mình cũng đổ lỗi là tại ông trời. Có nghĩa là nó trở thành một cái phản xạ vô thức của mình. Nó trở thành cái hành vi vô thức của mình mà mình còn không nhận ra được là mình có thói quen xấu, đó là thói quen đổ lỗi. Và mình đổ lỗi cho mọi thứ luôn. Con chó mình cũng có thể đổ lỗi. Cái con chó này mình cắn dép của ta. Ai bảo mình để cái đôi dép ở đấy? Thế nên loài chó là cái loài mà chuyên nó đi cắn mà. Ai bảo mình để ở trước mồm nó như thế? Thì dép lại còn đẹp đẹp nữa, hay nó tưởng đồ chơi chứ nó chẳng cắn. Thế sao mình lại không cất gìn giữ?
hoặc mình không dạy bảo của con chó trước đi, sau mình lại đổ lỗi, đúng không ạ? Nên là rất nhiều người chỉ cứ mở mồm ra là đổ lỗi, mở mồm ra là đổ lỗi, hay là có một cái điều gì đó nó không như ý của mình là ngay lập tức mình đổ lỗi. Và khi mà mình đổ lỗi ấy, thì mình giống như một cái cây nó không lớn vậy, thậm chí là mình còn đang bị thụt lùi cơ. Đổ lỗi thì làm sao trưởng thành được? Bởi vì khi bạn đổ lỗi thì bạn đâu sẵn sàng để thay đổi để mà trưởng thành đâu. Bao nhiêu các anh chị chúng ta mắc kẹt trong cái thói quen này thì mình comment số 2 đi ạ. Comment số 2 các anh chị. Comment số 2. Và mình tag bạn bè của mình, những người thân yêu của mình vào nhé, để mà cùng nghe trí tuệ này nhé các anh chị nhé. Comment số 2. Thói quen đổ lỗi, đúng rồi chị Liên Nguyễn, tác rất là nhiều bạn bè vào. Cảm ơn rất nhiều. Các anh chị tiếp tục tác bạn bè của mình, đúng rồi chị Gấm tác rất nhiều bạn bè của mình vào. Chính xác. Rồi tác rất nhiều bạn bè của mình. Các anh chị chỉ cần đánh A còng thôi và comment tên bạn bè của mình vào, sẽ tự hiển thị vào. Đấy. Thế thì khi mà mình đổ lỗi thì con mình thế thôi. Mở mắt ra nó cũng đổ lỗi. Đi học chán thế, thầy cô dạy chẳng hiểu gì. Bài này khó, con không làm được tại vì bài khó. Rồi tại vì nó đánh con trước nên con mới thế. Bao nhiêu các anh chị nhìn thấy con mình cũng cứ mở mồm ra là đổ lỗi, thì các anh chị chúng ta comment số 5 đi. Con mình cũng thế, cứ mở mồm ra là con mình cũng đổ lỗi luôn. Đổ lỗi đủ mọi thứ xung quanh mình luôn. Cái gì đến nó cũng đổ lỗi. Và đổ lỗi là biểu hiện của người không trưởng thành, các anh chị. Đổ lỗi là một cách sống yếu hèn. Đổ lỗi là một cách sống của người thất bại. Đổ lỗi là cách sống của những nạn nhân. Những nạn nhân. Và không bao giờ có thể lớn được, không bao giờ có thể trưởng thành được từ cái việc đổ lỗi cả. Nên là những người mà làm việc với cô Lanh ấy, là cô Lanh nói rồi, đừng bao giờ đổ lỗi. Đừng bao giờ đổ lỗi. Ai thèm nghe bạn trình bày dài dòng cái lỗi ngớ ngẩn đấy làm gì? Tại sao với người khác nó không phải là vấn đề của họ, mà với bạn nó lại là vấn đề của bạn? Nên là vấn đề là do bạn mà thôi. Có cái cậu lái xe của cô ở đây không đấy? Hả? Bảo nó mở live stream ra nghe. Tên đấy chuyên đổ lỗi. Đấy. Chiến, gọi điện cho nó. Bảo nó mở live stream ra mà nghe. Đấy. Các anh chị comment đi. Đổ lỗi là cách sống yếu hèn. Đổ lỗi là cách sống nạn nhân. Đấy. Mà không bao giờ có thể tiến bộ từ cái việc đổ lỗi cả. Tại vì mình bảo này chứ, tại ông trời. Thế thì ông trời phải thay đổi chứ mình đâu phải thay đổi đâu. Nên là mình làm gì học được bài học gì mà mình lớn. Không bao giờ học được bài học gì để mà mình lớn cả. Đổ lỗi về thời thế, đổ lỗi cho cái chiếc xe ô tô, đổ lỗi cho thị trường. Nên là đổ lỗi là không bao giờ có thể tiến bộ được cả. Thậm chí bạn còn đang bị thụt lùi cơ. Thụt lùi. Và đổ lỗi thì bạn đang sống một cuộc đời của một nạn nhân. Và sống cuộc đời của một nạn nhân thì cả đời đau khổ luôn. Tại vì cuộc đời của mình phụ thuộc vào người khác mà. Chứ đâu có phải cuộc đời của mình làm chủ của cuộc đời của mình đâu. Tại vì cái thứ đấy nên mình mới như thế. Thế nên là mình nhận một cái cách sống yếu hèn, mình nhận một cái cách sống nạn nhân. Mình nhận một cái cách sống là để cho ai đó điều khiển cuộc đời của mình chứ không phải là mình, các anh chị. Nên là có những người cha, người mẹ cứ mở mồm ra đổ lỗi thì sau này con của mình cũng y chang như vậy, chẳng khác gì cả. Con cũng thấy nó cứ mở mồm ra là nó đổ lỗi. Và tạo nên cái thói quen xấu, nuôi dưỡng cái thói quen xấu cho con. Các anh chị nhé. Các anh chị đang xem trên kênh YouTube chúng ta cũng comment nhé. Mình xem trên kênh nào mình cũng comment. Các anh chị comment thì các anh chị là người lãi nhất. Các anh chị comment thì nó đi vào trong vô thức của các anh chị. Còn nếu các anh chị không comment thì sau 48 tiếng. 6 hành động vô tình nuôi dưỡng thói xấu của con là gì nhỉ? Chẳng nhớ được hành động nào cả. Bởi vì có comment đâu mà nhớ. Nghe tôi nói lúc này sướng sướng cái lỗ tai. Nhưng mà sau 48 giờ quên hết, chẳng nhớ cái gì nữa cả. Các anh chị chả nhớ đâu.
nên là phải comment nhá các anh chị nhá. Đấy là hành động thứ hai, hành động đổ lỗi đấy các anh chị ạ. Đổ lỗi. Nên đổ lỗi là nạn nhân. Cuộc đời của những nạn nhân. Chấp nhận cuộc đời nạn nhân. Để cho mọi thứ điều khiển mình. Mình chọn cách sống giống như quả bóng bị người này đá qua, người kia đá lại mà không biết. Đấy. Chúng ta comment nha các anh chị nha. Bây giờ đến thói quen thứ 3 của những người cha người mẹ mà nuôi dưỡng cái thói xấu của con mình. Đấy là cha mẹ cũng không quản trị được cảm xúc của mình các anh chị. Cha mẹ nay tức mai bực, ngày kia khó chịu, là những người cha mẹ không quản trị được cảm xúc của mình. Và rồi mình cũng nuôi dưỡng cái hành vi, cái cảm xúc đấy của con mình. Và con mình cũng nóng nảy, con mình cũng hung hăng. Con mình cũng hung hăng luôn. Bởi vì con sao chép tất cả những cái thứ đấy từ mình mà. Nên cái hành vi thứ ba là những người cha người mẹ tức giận. Những người cha, những người mẹ hay tức giận khó chịu. Cái gì cũng có thể làm cho tức giận khó chịu được. Đi làm công ty rồi áp lực công việc, lý do đổ lỗi nhá. Áp lực công việc đúng không? Sau về nhà là chút lên con, rồi giận chồng cũng đánh con. Mình gọi là giận cá chém thớt ấy. Thế mà rồi con mình nhá, nó chỉ cần hơi giận thôi nha, nó tát đứa em luôn. Đấy, nó đánh đứa bạn luôn. Nó cũng có máu côn đồ luôn. Nó cũng có cái máu hung hăng luôn. Và sau này xu hướng của con sẽ là giải quyết vấn đề bằng bạo lực các anh chị. Bởi vì với cha với mẹ mình cũng thế. Thế và rồi mình học cái điều đấy. Mình không muốn học đâu, nhưng mà mình thẩm thấu cái thứ đấy vào. Và sau này mình cũng sẽ giải quyết, có xu hướng ấy, cứ vấn đề đến giải quyết bằng bạo lực. Nói không hề, đánh luôn, xử luôn, tát luôn, kiểu như thế, chiến đấu luôn. Bao nhiêu các anh chị đã nhìn thấy con mình có hình ảnh đấy thì chúng ta comment số 3 đi các anh chị. Bao nhiêu các anh chị đã nhìn thấy con mình có hình ảnh đấy thì chúng ta comment số 3. Comment số 3 nhá. Và nhớ là share bài livestream về trang cá nhân của mình để mình còn xem lại. Và tag bạn bè của mình vào, những người thân yêu của mình vào. Và nhớ là thả tim cho tôi. Nghìn mắt, gần nghìn mắt xem mà có được 100 tim thế kia. Phải thả tim, thả like chứ, để cổ vũ động viên khích lệ nhau chứ. Cổ vũ động viên, anh chị là người lãi nhất, đúng không? Thì con mình cũng có xu hướng bạo lực thôi, con mình cũng có xu hướng hung hăng thôi. Bởi vì cha mẹ là những người nóng giận, cha mẹ là những người cũng hung hăng như thế. Thì con mình cũng y chang như vậy, chẳng có gì khác cả. Các anh chị ạ. Đấy là thói quen thứ ba mà các con bị mắc kẹt với thói quen của chúng ta. Và cô Lanh đã giải thích ngay từ đầu buổi live stream rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đó là do thẩm thấu. Các anh chị nhé. Thẩm thấu từ cái môi trường xung quanh. Từng tế bào của các con đó đang học chúng ta. Từng tế bào đang học. Thói quen thứ tư của những người cha người mẹ mà vô tình nuôi dưỡng thói xấu. Đây là một cái thói quen mà nhiều cha mẹ cũng hay mắc phải. Chê bai và nói xấu người khác. Chê bai và nói xấu người khác. Thói quen ấy là chê bai và nói xấu người khác. Ôi, nhiều cha mẹ hay mắc kẹt cái thói quen này lắm. Sau đó thì mình kiểu hay chê quá hay nói xấu quá, sau thành thói quen mình chả nhận ra. Thế con mình là một đứa trẻ thôi nha, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi thôi nha, nó ngồi nó chơi đồ chơi. Nó cứ ngồi nó chơi đồ chơi thôi. Và rồi bố mẹ cứ chê bai người khác và nói xấu lúc người khác. Tưởng là nó không biết gì, nhưng mà nó nghe hết, nó thẩm thấu hết tất cả những cái điều đấy. Nghe hết và thẩm thấu hết luôn, các anh chị. Bởi vì vô thức học không phải vì nó muốn học, mà vì nó ở đấy nên nó tự thẩm thấu hết.
Mặc dù con đang làm việc của con đấy, nhưng mà tất cả từng tế bào của con thì vẫn thẩm thấu. Nên những người cha người mẹ hay đi chê bai người khác này, hay nói xấu người khác này, kèn cựa ganh ghét với người khác này, thì con của mình cũng thế thôi. Và một ngày kia cha mẹ nhận ra rằng, ô cô ơi, sao một con em ấy, trong mắt nó bạn bè các thứ là xấu lắm cơ, lúc nào nó nhìn cái nhược điểm của bạn bè nó. Thế mình hỏi vì sao, mình có như thế không, mình có hành vi đấy không? Thế bắt đầu nghĩ lại, ô mình có chê bai người khác không, mình có hay nói xấu người khác không? Và rồi con mình ở đấy, con mình nghe thấy, và rồi con mình cũng mắc kẹt cái điều đấy luôn các anh chị. Thì đấy là cái nuôi dưỡng cái thói xấu còn gì nữa. Và những người chê bai, những người hay chê bai, những người hay nói xấu người khác nhé, không bao giờ có thể làm việc được trong cuộc đời này cả. Không bao giờ có thể kết hợp hài hòa với người khác cả. Các anh chị không làm được. Mà người khổ nhất ai là chính mình. Là chính mình. Họ là vô thức của mình đi chê bai họ, mình đi nói xấu họ, mình đi ghét bỏ họ, thì chính là mình có gì đâu. Chính là mình đang chê bai mình, nói xấu mình, ghét bỏ mình có gì đâu. Bởi vì tất cả những người xung quanh của chúng ta đều là vô thức của chúng ta hết mà. Tất cả họ đều là vô thức của mình hết. Đều là vô thức của mình. Nhưng anh chị nào chưa học tôi sâu hơn trở về ý thức vô thức trường năng lượng thì có thể không hiểu được. Nhưng mà hầu hết các anh chị hiểu được điều này đúng không ạ? Nên nếu mà mình chưa có cơ hội vào học thì nhớ cuối tuần này có mặt trong hành trình đường đến trái tim con các anh chị nhé. Để hiểu được thật sự cái thế giới bên trong mình vận hành như nào, cái trí tuệ bên trong mình vận hành như thế nào. Tất cả mọi người đều là vô thức của mình hết. Và khi mình nói xấu họ là mình đang nói xấu vô thức của mình. Mình đã không ghi nhận vô thức của mình. Và mình không ghi nhận mình thì đấy là cội nguồn của mọi vấn đề của cuộc đời mình. Đấy là thói quen thứ tư. Thói quen nói xấu, chê bai người khác. Thói quen thứ năm mà cha mẹ vô tình nuôi dưỡng. Tôi nói thêm một chút về thói quen thứ tư nữa. Cha thì đi nói xấu mẹ, mẹ thì đi nói xấu cha. Và cái điều này cũng gây tổn thương rất lớn cho con của mình, các anh chị nha. Thói quen thứ năm mà cha mẹ vô tình nuôi dưỡng thói xấu của con, đấy là những người cha người mẹ vô ơn. Vô ơn, các anh chị. Chúng ta sẽ dùng từ hơi mạnh một chút, nhưng mà thôi cứ nhìn nhận vào sự thật đi. Những người cha người mẹ vô ơn trong cách hành xử với ông bà. Nếu mà mình không hành xử một cách biết ơn cha biết ơn mẹ của mình thì sau này con mình nó cũng đâu có hành xử biết ơn mình đâu. Nó làm y chang với mình làm với cha mẹ mình như vậy. Mình cãi nhau với mẹ chồng, chửi nhau với mẹ chồng, đánh nhau với mẹ chồng, khóc lóc với chồng về mẹ chồng. Ui ôi, con nó nhìn mẹ như thế nó chán đời luôn ấy. Sao mẹ là một người mẹ mà mẹ lại vô minh như thế, lại đi cãi nhau cả với bà nội, lại đi nói xấu bà nội, lại đi than van khóc lóc với chồng của mình về bà nội. Tại sao mà mẹ lại là một người phụ nữ mà lại không có thể xử lý được cái vấn đề của mình như thế, còn nó chán mẹ luôn các anh chị. Thế sau cứ bảo là sao mà nó không nghe lời em cô nhỉ? Sao con em nó không nghe lời em? Sao con em nó bướng? Em nói một câu nó cãi. Thế mẹ vớ vẩn thế thì nghe lời kiểu gì? Mẹ đi đánh nhau cả với bà nội, mẹ đi cãi nhau cả với bà nội, mẹ đi tranh giành cả với bà nội. Thế nhìn lại nó có xứng đáng không? Xứng đáng để con mình nó tôn trọng không? Thế vô thức của con nó không phục mình ngay rồi. Thế thì cứ đi hỏi là làm sao mà con nó không thương mình, làm sao mà con nó không về phe mình, làm sao mà con nó không có tôn trọng mình. Nhìn mẹ chán luôn rồi. Các anh chị, sao mà mẹ lại như thế cơ chứ? Mẹ mà chả giống mẹ thế nào, đúng không? Ở nhà mình nên có cái câu chuyện như này này. Hai vợ chồng với cậu con trai bé bé 4-5 tuổi gì đấy, và nuôi ông nội. Và đến khi ông nội thì không có đủ sức để mà trông nhà, để mà làm nụng nữa, thì vợ chồng mới bàn nhau là đóng một cái xe, và đóng hì hục suốt cả tuần được một cái xe. Và bảo bảo mấy ông nội là thôi bây giờ
không đi lại được, ông ngồi lên cái xe này chúng con chở ông đi, đưa ông đi hóng gió. Và hai vợ chồng bàn nhau là sẽ hất ông xuống vực để đỡ phải nuôi ông nữa, tốn kém gạo quá thì hất ông xuống vực. Thế thì cậu con trai lẹo đẽo đi đằng sau ấy, biết âm mưu của cha mẹ rồi, thế nó mới bảo này này, ba ba, mẹ mẹ, ba mẹ có hất ông nội thì hất nhá, nhưng mà để lại cái xe nhá, để lại cái xe, còn chỉ hất ông nội thôi nhá. Thế thì hai vợ chồng mới quay lại hỏi là thế để lại xe làm gì, để lại xe làm gì? Để lại xe sau là ba mẹ già con đỡ phải đóng xe, thì để con cứ chở ba mẹ đi, con hất cho nó nhanh, đỡ một tuần đóng xe. Hai vợ chồng nghe rợn tóc gáy, thôi lại đưa bố quay trở về. Đấy là hành vi mô thức của con thôi mà, mình đâu có trách con được, nó là cái hành vi sao chép mà các anh chị. Đấy, nên là mình hiểu rồi, gốc của sự thành công là tình yêu thương và lòng biết ơn. Mình không có sự biết ơn, không có sự biết ơn đến bối cảnh, đến con người, đến những người xung quanh mình, đến người cha người mẹ cho mình cơ thể này, thì làm sao con của mình có thể biết ơn mình được, đúng không các anh chị? Đấy là thói quen số 5 các anh chị, mà chúng ta vô tình nuôi dưỡng con của mình. Thói quen thứ 6, trong rất là nhiều thói quen, nếu mà để cho tôi mà kể, tôi không phải 6 hành động đâu, mà tôi là 600 hành động luôn các anh chị. 600 luôn ấy, chứ không phải là 6 đâu nhé. Thói quen thứ 6 của cha mẹ vô tình nuôi dưỡng thói xấu của con cái, và nó ảnh hưởng đến cái nhân cách của con cái rất nhiều luôn. Trong rất là nhiều những cái thói quen không tương hỗ cho sự thành công của chúng ta, đấy là nghĩ nhỏ các anh chị. Phải nói đến cái điều này, nghĩ nhỏ các anh chị comment đi, nghĩ nhỏ, không nhìn được bức tranh tổng quát, không nhìn được sự việc với nhiều góc độ, và chỉ nhìn theo cái góc độ của bạn thôi, và nghĩ lom dom. Cái điều này khi mà chúng ta hành trình phụ nữ tỉnh thức, đúng không, là cô anh cũng chia sẻ với các chị khai minh tâm trí, là nghĩ lớn bắt đầu nhỏ và đào thật sâu. Và chính bởi vì mình nghĩ nhỏ nên là lúc nào mình có nhiều vấn đề, nhưng mình nghĩ lớn thì chẳng có vấn đề gì cả. Thế lúc nào mình cũng nghĩ nhỏ và mình cũng chả có tầm nhìn gì cả, thế mà rồi con mình cũng y chang như vậy thôi, chỉ biết ngày mai là làm ngày này thôi, còn không biết sang năm như thế nào, không biết 5 năm nữa như thế nào. Đấy là những người cha người mẹ mà nghĩ nhỏ, thì bây giờ phải nghĩ lớn lên, vẽ ra một cái tầm nhìn gia đình, tầm nhìn cá nhân tích cực về tương lai, thì bạn nuôi con nhàn tênh luôn các anh chị. Nếu như mà con của mình cũng có một cái tầm nhìn tích cực về tương lai, đúng rồi, nghĩ lom dom, mình gọi là nghĩ lom dom ấy. Đấy, gieo cho con giấc mơ lớn. Muốn gieo cho con giấc mơ lớn thì cha mẹ phải có giấc mơ lớn mới gieo cho con được chứ. Và cũng ảnh hưởng đến con của mình sau này, thì nó cũng chỉ loanh quanh thế thôi, và nó có phát sinh ra rất là nhiều các vấn đề nếu như mà con của mình cũng không nghĩ lớn được, không nhìn được bức tranh tổng quát các anh chị. Không nhìn được bức tranh tổng quát ngay từ bé nhá các anh chị nhá, phải giúp con nhìn được bức tranh tổng quát. Nhìn được bức tranh tổng quát, tôi đơn cử như này, tôi ví dụ như này nhá, một cái ví dụ cho các anh chị nghe như thế này. Khi mà tôi coaching cho một cậu bé thì cậu bảo như này, đang đứng xếp hàng ở ngoài sân trường ấy, làm cái gì cũng không biết. Thế thì có một vài người bạn mới chạy vào cái chỗ bóng mát, và không muốn xếp hàng nắng như thế thì chạy vào chỗ bạn bóng mát. Đấy. Và bạn ấy bảo là thế nếu mà ai cũng giống như các bạn thì làm gì còn hàng nữa.
làm gì có người xếp hàng nữa. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là bạn ấy là người đã nhìn được bức tranh tổng quát. Và chỉ có những người nhìn được bức tranh tổng quát thì mới có thể trở thành leader, trở thành lãnh đạo thôi các anh chị. Nếu ai cũng như mình thì cái điều gì xảy ra? Mình bảo là mình em đi muộn có 10 phút à? Mà có mỗi mình em đi muộn làm gì có ai? Thế thì ai cũng giống như bạn thì loạn hết à? Nên là đừng có nghĩ đến cái vị kỷ. Vị kỷ là chỉ nghĩ đến mình. Phải nhìn được bức tranh lớn hơn. Vị chủ, vị thế giới, vị tinh thần. Cho con nhìn được cái bức tranh lớn hơn như thế. Bò nó thêm thói quen nữa của cha mẹ, đấy là thói quen khôn vặt. Các anh chị, khôn lỏi, khôn vặt. Lỏi ấy. Khôn vặt, đúng thôi, khôn vặt. Mình cứ khôn vặt, mình cứ khôn lỏi ấy. Rồi con mình nó y chang như vậy, nó chả khác gì cả. Các anh chị ạ. Nhiều người nghĩ rằng con mình không biết, hoặc nhiều người nghĩ mà nó không ảnh hưởng đến con. Nhưng mà ảnh hưởng rất lớn luôn đấy. Bao nhiêu các anh chị chúng ta bị mắc kẹt cái thói quen khôn lảo lỏi khôn vặt này thì comment số 1 đi xem nào. Chúng ta comment số 1 đi các anh chị. Để tôi nhớ đến một cái ông này. Ông nói như này này. Tại sao mà ông ấy trở thành doanh nhân giàu có và trở thành một con người lớn và trưởng thành như ngày hôm nay? Ông nói là nhờ người mẹ của mình rất nhiều. Và ông ấy có kể một cái câu chuyện như này. Mẹ đã từng chơi rất là thân với một cái cô. Hai người thân lắm. Và bỗng một thời gian thì không thấy mẹ chơi với cô ấy nữa. Không thấy mẹ hay đến nhà cô ấy chơi và cũng không thấy cô ấy đến nhà mình chơi nữa. Thì cậu bé mới hỏi mẹ là mẹ, sao mà dạo này con không thấy cô ấy đến nhà mình chơi? Đấy. Mẹ không chơi với cô ấy nữa à? Mẹ có chơi với cô ấy nữa không? Thì người mẹ mới nói như này này. Bây giờ mẹ đã không còn chơi với cô ấy nữa. Bởi vì cô ấy chỉ biết đến cô ấy thôi. Và mẹ của ông ấy kể cho mình nghe, đó là hai người chung nhau mua một thùng hoa quả. Và rồi cô bảo em lấy một nửa nhé chị nhé, còn một nửa em chuyển đến nhà cho chị. Thế thì người mẹ đương nhiên là nhận nửa cái thùng hoa quả đấy rất là happy, bởi vì mỗi người chia nhau một nửa mà, nhận thùng hoa quả đấy vui lắm. Sau đó thì đột nhiên buổi chiều hay sáng mai gì đấy thì người mẹ của ông ấy đến nhà cái cô bạn chơi. Thì mới nhìn thấy rằng cái hoa quả ở trên bàn của cô bạn ấy toàn quả to, toàn quả ngon, toàn quả chín thôi. Còn ship đến nhà mình nửa cái thùng còn lại toàn quả kẹ, toàn quả không ngon bằng ấy. Và rồi người mẹ mới bảo với cậu con trai một cái kết luận như này. Ngay đến mẹ là cái người bạn thân như vậy mà cô còn hành xử như thế, thì với những người khác cô còn hành xử tồi tệ như nào? Nên chúng ta không nên có mối quan hệ như vậy. Và chính bởi vì hành động đấy mà mẹ của ông ấy không bao giờ còn qua lại với cái cô đấy nữa. Không bao giờ. Và bài học của người mẹ là bài học đáng giá cho cậu con trai sau này, để cậu con trai có thể thành công trên hành trình cuộc đời của mình cũng như là sự nghiệp của mình. Các anh chị, thế thì đấy là thói quen khôn vặt đấy. Khôn vặt mất nhiều lắm các anh chị ạ. Khôn lỏi khôn vặt đấy mất nhiều lắm luôn đấy, không phải mất ít đâu, nhưng chúng ta không nhìn thấy đấy. Bởi vì có những mối quan hệ xây dựng 3 năm, 5 năm, 10 năm, 10 năm sau họ lại cứu mình đấy. 10 năm sau mình mới lại dùng mối quan hệ đấy khi mà họ thấy mình chân thành đấy. Còn nếu mà khôn vặt thì không có điều gì xảy ra cả. Nào, bây giờ sẽ là lúc mà chúng ta sẽ nhận bộ thẻ quyền năng nhé, anh chị nhé. Mỗi anh chị sẽ comment 4 số.
mỗi số có hai chữ số và comment theo đúng cấu trúc cú pháp. Ví dụ như này, 18, rồi 0220 1841. Ok, đấy. Và không có chấm phẩy gì ở đấy cả, chỉ cách ra thôi. Comment đúng như là cú pháp của anh comment như này. Mỗi người comment 4 số, mỗi số có 2 chữ số để có cơ hội nhận được bộ thẻ quyền năng này. Comment đúng cấu trúc cú pháp nhé, thì tôi mới có thể hỗ trợ được. Còn không đúng cấu trúc cú pháp là chúng tôi không thể nào hỗ trợ được. Và mình sẽ không thể nhận được giải khi không đúng cấu trúc cú pháp. Các anh chị, chúng ta có 30 giây để comment. Đấy. Nhanh nhá, có tận 30 giây cơ mà. Nhanh nhanh nhanh. Để rồi chúng tôi sẽ quay số chúng vào anh chị nào đó thì anh chị sẽ nhận được bộ thẻ quyền năng này. Ta có 30 giây để comment. Vân Bùi, Gia Khánh, 4 số, mỗi số có 2 chữ số mà có hiểu ngôn ngữ của tôi không? 4 số, mỗi số có 2 chữ số. Huỳnh Diệu, cái comment như kia thì làm sao nhận được quà? Comment đúng cú pháp thì mới nhận được quà. Ở bên một số các anh chị comment đúng cú pháp lên. Thế như chị Thanh Hồng lại comment 2 lần số 17. Thế có phải lãng phí không? Đúng không? Đấy. Chị Thúy Đoàn mà comment 4 số thì comment 2 số. Lợi Dương là comment chưa đúng không nhá? Như này là comment chưa đúng đâu. 4 số, mỗi số có 2 chữ số. Nói rõ như thế rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ comment chữ kết thúc. Và rồi chỉ tính những anh chị mà comment trước chữ kết thúc thôi nha. Sau chữ kết thúc thì không được tính nữa. Ok, bắt đầu quay đi. Rồi, số của chúng ta là số 49 à? Quay chưa? Quay đi, quay đi. 68, tôi nhìn thấy có người trúng rồi đấy. Sáu mươi tám, kiểm tra. Rồi, chị Ngô Hồng nha. Ngô Hồng comment số điện thoại. Thế còn chị Lợi Dương thì comment sai cú pháp không được. Chị Ngô Hồng comment số điện thoại nha. Hả? À, Ngô Hồng lại sau cái chữ kết thúc à? Thì cũng không được. Còn ai nữa không? Hết rồi, Lợi Dương comment sai cú pháp. Quay tiếp đi. Càng nhiều người trúng càng tốt. Càng nhiều người được nhận quà càng tốt. Làm tiếp đi, nhanh. Số 74. Kiểm tra số 74. Ai có số 74 không? Không có ai ha. Ok, tiếp đi. Tám mốt rồi, thầy có đấy. Rồi, Gia Khánh số 81 này. Gia Khánh comment số điện thoại nha, để nhận được quà nha. Còn một người số 81 nữa nhưng cô không nhớ là ở trước hay sau chữ kết thúc của chúng ta. Nguyễn Khanh comment số điện thoại nha, để nhận được quà. Hai bạn, rồi, tuyệt vời. Nguyễn Khanh và Như Trần nữa, Nguyễn Như Trần comment số điện thoại để nhận được món quà, đó là bộ thẻ quyền năng các anh chị. Vậy thì ba người
Cô Lanh vừa mới đọc tên, hãy comment số điện thoại của mình. Ok, cô Lanh đã nhìn thấy số điện thoại của Gia Khánh rồi. Như Trần comment số điện thoại, Nguyễn Khanh cô Lanh cũng nhìn thấy số điện thoại rồi. Như Trần cô Lanh cũng đã nhìn thấy số điện thoại rồi. Chúc mừng ba bạn. Và chúng ta sẽ chiều nay các bạn bên Học viện Minh Trí Thành sẽ liên hệ và gửi cho các anh chị bộ thẻ quyền năng này các anh chị. Và trưa ngày mai chúng ta trưa ngày kia nhỉ, chúng ta lại gặp nhau trong hành trình livestream cả nhà mình nhé. Hôm qua là sinh nhật của em cô ạ. Ô, chúc mừng, tuyệt vời. Đấy. Ok. Chúc chúng ta có một ngày tuyệt vời và hãy gửi đường link đường đến trái tim con đến bạn bè của mình, những người thân yêu của mình, các anh chị. Và bây giờ thì yêu thương cả nhà, xin chào, con anh xin chào cả nhà.